Gì lét? Không được bán cùng chồng nó nhá, chồng nó không được bán cùng. Chú, à con mua về cho chú cạo rau luôn. Cái này là 20.000 đấy anh thôi. Cái này 40.000. Cái này là của Nhật này, cái này là bên ngoài, bên đó là bán 100.000 này. Còn cái này cháu không biết tiền, nhưng mà cái này là 100.000, bây giờ cháu bán cho chị 30.000 là bán rẻ, còn cái này là cái con này. 20.000 cũng được, 20.000 cũng được đấy. Trời ơi. Nhanh lên gì? Đây là gì đây? Bây giờ cháu giá cái này. Con này được thôi. 40.000 đó. 60.000 à? Đây 6 đi nhá, 60.000 đồng đi nhá. Quay đi lấy hình ảnh tư liệu chứ. Trời ơi, cái này có là 50.000, 50.000. Có đưa bổ đúng cái gì cô không lấy à? Con chỉ cần tiền thôi, không cần mua. Mai bọn con ra đây mua cho cô xong. Ai cần tiền bán nhở? Thế 40 đi cô. 40 cô. Không có gì. Đã về đi cho nắng. Này nhưng mà cái sổ này 30.000 đi cô. Sao gì bà? Đây. Mấy? Thế bán bao nhiêu? Hai bao. Đó. Cần gì mà phải đi bán đi đâu mà. Vân Anh bán hàng đi em. Đây đồ này. Con đôi tắt bây giờ à? Cái này không cần nắp, đi. Bán đi. Đây con thằng em đổ cái đồ người ta nha. Con chưa đây. Miếng mấy mẹ mà hơi to con. Quay đi. Đây luôn á, đang bán cái chai dầu gầu 54.000 mà trả. Đi bán hàng rẻ nhưng mà vui hơn Tết. Mua cái gì cần thiết mua luôn nha. Hỏi người ta mua gộp lại hết. Không mà đi ra đi, đông quá. À, đi ra. Ừ. Đúng rồi, mình bán xong rồi mình đi mua đi. Đi mua đi, mua đi. Mua đồ nữa. Đâu ai giữ tiền đâu. Giờ mình đi mua lại cho nhu cầu đây. Bạn giữ tiền ở trong kia cả. Ai giữ tiền đi mua luôn đi. Bạn đang bán nốt cái gì sao? Không bán nữa. còn cái giỏ bán nốt. Mua hay bán đấy? Bán hết rồi giờ mua gì đấy? 30.000. Cái này. Cả cái này mua cái này cũng 30 mà. Cái này 30 mà. Cái này 20 mà dở lắm. Mua hàng này 20 được khá. 20 đâu mà. 20 30 à? Thôi lấy cái 20 đi. 20 30 không mất là gì? 40.000 màu nhánh màu để cháu lấy luôn đâu. 40.000 chứ. Thôi chỉ cần thôi. Một cái thôi chắc được rồi. Một cái thôi. Thôi 20.000 lấy 20.000. Lấy 20.000 đi. Rồi. Về bán đi. Đi mua. Làm đi giặc á. Mắm tôm. Chưa phải chụp ảnh cái. Đây. Đội này đội nào đấy? Số mấy đấy? Mắm tôm. Ơi. Số mấy đấy? Dạ, chị ơi, ai bán mắm tôm? Nhỏ được ạ. Dạ. Được rồi, to nữa. Vâng, con cảm ơn cô. Mắm tôm nó to anh ấy. Mua con giấy này. Đi em ơi.
đâu. Cứ nói thoải mái. Rẻ nhất. Me sừng nữa. Mày gói. Cái nào rẻ thì cũng được vì từ từ. Không, cái đây gì đây? Bán có 8.000 thôi mà gì bán 10.000 thì hơi đắt rồi đó. Đây nhiều gì? 8.000 là hơi đắt rồi đó. 8.000 à? Cái này này, bây giờ đi này, lấy mấy gói đi, tính cho 6.000 một gói đi. Kêu bỏ phụ ngang không được con lại còn không biết bỏ phụ ngang. Gì ơi, hàng cơm này, cái nào này? Gì ơi, yên tâm nhà cháu sẽ mua nhiều thứ cho gì. Cho gì bán càng rẻ. Có 5 gói. Bởi bố muốn gì đó. Còn dây là 15 con quả đi là 10 ngàn mà nhưng chỉ có thêm như 8 ngàn con hụt đi 2 mình mấy có nhiều tiền lắm, giàu lắm mày. Khéo phải ghi vào. Có là mày gọi là chục quả đó. Chục quả thì mấy tiền? Bán được bao nhiêu? Gói 50 nghìn. Cháu không có sổ lên, chỉ 1.000 thôi. Mấy tiền á? 8.000 một gói. 8.000 một gói thôi, bỏ đi. 7.000 một gói đi. Không, mua đi. Mua đi. Khéo phải một người phải ghi bán được bao nhiêu? Mắm tôm, cái nào rẻ nhất gì? Mắm tôm. Mua nhiều rồi. Mắm tôm nhá. Mua được càng nhiều càng tốt thôi. Tiền đi gì? Một hộp là 25.000 thôi. 25.000 à? Chị mà đắt cứ gì? Cái này 15.000. Bỏ vô mà hai chục con là. Trời ơi, nhà con mua chắc chi là nhiều. Hai hộp luôn 30.000. Chị ơi, không được gì ạ. Chị được mua một thứ thôi. Có là mày quay. Không sao, anh mua càng nhiều càng tốt. Cháu ở đây thử cái nhà cháu. Nhiều càng tốt. Rồi, bao tiền? Đúng, 30.000 thôi. Đáng chứ là 60 này. Đắt quá. Vấn đề bây giờ đang đặt ra yêu cầu mua bao nhiêu gói? Có tờ đó nữa, nếu ai bán 7.000 phải ghi tờ tiền này. Không, mua mỗi loại một thứ mà. Đúng đấy, em cũng nghĩ là mua mỗi loại một thứ thôi. Có bao nhiêu tiền mà? Có mấy tiền mà? Lấy nắm gói mê giòn, nắm gói mê ni. Đó, nắm gói mê giòn, nắm gói mê ni. Em chua không? Nem chua ư? Nem chua. Người ta báo mua mỗi cái thứ một từ mỗi cái một thứ rồi chứ. Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Chỉ cần có số lượng thôi. À, con quay rồi, bọn con đang chơi trò chơi mà. Có là được. Càng nhiều hàng mỗi hàng mua được số lượng điểm càng lớn này. Đấy chưa? Càng nhiều mặt hàng thôi. Thì ơi, 60.000 đi nhá. Đọc thức ký nhá. Bây giờ còn thiếu gì nữa? Có 80.000 thì có lẽ đứng nữa, đứng bùng bốt rồi của gì cơ. Có lại nắm quả đi, nắm quả đi chứ khỏe. Để chị bỏ vào chứ. Nhưng mà cái này rẻ hơn đúng không gì? Bây giờ tốt nhất là đi này, mua cái gì xong bán được luôn thì càng tốt, còn mua cái gì mà không bán được luôn thì thôi. Cái này mua xong bán được luôn cho rồi đời thì mua bán được luôn. Không tốt mua gì lắm cho con. Thế này cái chai này là con mua là 20.000. Không, chai này là con mua nhà bảo tế rồi chứ không phải lấy của nhà gì mà. Con không mua con gì bán 20.000. 80.000 á. 80.000 đặt trời ơi, nhanh lên đi mày, 20 thôi. 70. Chứ con lấy cứ thôi. 70 thôi. 70 thôi. Đi. Người lấy cả chục 70.000 mà. Cả chục 70.000 cô vừa ngoài sao chẳng lấy cả chục. Lẽ là mua được mua chết cả chục này. Mua để đủ hết đồ đã, còn thừa tiền đủ hết đồ đã, còn thừa tiền còn cái kia nó có lấy à. Tôi nói là mua hoa quả mán té cho nó dài thôi. Đội trưởng. Để cho mua kia là mua hai bên này. Nó là... Cái nhà cái quạt của Huế, quạt gió bán là mô hay. Em nói này. Nón, phải đi mua nón nữa đúng không? Từ đây. Nón ở đâu nhỉ? Bây giờ chị mua bên này nhá. Em mua bên này.